bây giờ mình ăn trưa, mình cũng ăn nhẹ nhẹ thôi, ăn trưa xong mình đi vào tiếp. Thì đây là cà phê sữa đá Việt Nam quán cuốn, giờ ông xã có kêu hai ổ bánh mì. Bận rộn quá không có làm video, thì hôm nay ngày nghỉ hai chồng mình đi tiếp tục đi London, đi đến một chỗ rất là đẹp và sang. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng theo mình đi ngắm cảnh London nha. Thì cả nhà ơi, khu vực này có tên gọi là Chelsea. Thì Chelsea là rất là nổi tiếng ở London. Khu này là phải thiệt là nhiều tiền đó, cho những người nhiều tiền mới ở được nha cả nhà. Đẹp không? Tên là bánh 17 Việt Cafe Hammerwell London. Thì bây giờ mình ăn trưa, mình cũng ăn nhẹ nhẹ thôi, ăn trưa xong mình đi vào tiếp. Thì đây là cà phê sữa đá Việt Nam quán cuốn, giờ ông xã có kêu hai ổ bánh mì. Bán đồ thần tùy phần Việt Nam luôn nha. Bánh mì gặp người quen, cái chị đó đang làm đó, người quen kêu bánh mì lại cơm nó cần gì mà không gì chứ. Dạ cơm thịt bò. Thì ơi, hai chồng mình vào trong quán bình dân của Việt Nam ăn trưa rồi mới đi tiếp. Thì kêu hai ổ bánh mì, phần gỏi cuốn và ly cà phê sữa đá. Okay, can you go back there? No.
Ngon quá vậy. Tôi nghĩ tỉnh chạy tới đây mà ăn ăn ổ này mà không hỏi thì tao mua chục ổ ăn vậy đi. Dưới đó cũng có bánh. Mua chục ổ ăn vậy đi, tỉnh chạy ăn ổ này. Nhỏ nhưng mà lúc nào cũng đông. Lúc trước được đài BBC Việt Nam mình quay lên truyền hình. Ở ngoài có cái mấy cái bàn này khách ăn xong rồi kêu khách kêu rồi ra ngoài ngồi ăn cũng khó. Mùi rất là ngon, mùi rất khó ăn, nó ăn rồi nó ngon ngon. Quán khó ăn, nhưng nó đậm đà. Quán thì mở lâu rồi, nhưng mà bữa nay mình có dịp ghé thăm anh. Có bơ trứng gà, có thịt nguội, chả, cà rốt chua, leo ngò, ớt. Hello cả nhà, thì ăn xong rồi thì tình cờ sát bên cái tiệm mà ăn Việt Nam có cái shop bông này rất là đẹp luôn, cây kiểng quá trời luôn. Thì ở đây gọi là Nun Head Gardener ở Camberwell nha cả nhà, gần tiệm Việt Nam á. Vào trong này mê luôn cả nhà ơi, đủ các loại kiểng, cây kiểng mà mỗi cây là nằm ở trong một cái chậu nhỏ rất là dễ thương. Cây lớn thì nằm trong chậu lớn nhưng mà họ làm nhìn mê lắm cả nhà, mà giá cả cũng ok lắm chứ không có mắc lắm nha cả nhà. Vô đây là mê, đẹp hơn Vinfield nhiều, giá cả rẻ hơn nữa đó. Thì ở đây có một dãy quỳnh này cả nhà, quỳnh tây nhỏ xíu ở trên này đó cả nhà thấy không, còn ở dưới này là hoa sen đá. Vào đây là mê luôn cả nhà ơi. Đây có cây quỳnh nè đó, một dãy chỗ kia là một dãy quỳnh luôn, quỳnh tây đó cả nhà, 15 đồng một chậu này. Và đây là sen đá. Chậu kiểng này là hình trái chanh này là 300 bảng nha cả nhà, là 9 triệu đó. Cả nhà ơi,
ơi, đi ngang qua đây thấy shop rau củ quả này đẹp quá, vào đây xem nha, toàn là đồ thiên nhiên không à, đồ organic không à, trong này mắc tiền này, vào đây xem. Toàn rau cả trái cây không, đồ tốt, đồ organic. Chanh to đẹp ha. Ôi nấm nhìn ngon chưa cả nhà ơi, nấm này mắc tiền lắm nè, nấm tươi, nấm người ta đi hái, nấm thiên nhiên á, người ta hái về đó mắc lắm. King Oyster Mushroom này là tới 40 bảng 1 ký. Wow, hơn 1 triệu nha cả nhà. Bông này mà 95 bảng, gần 100 bảng nha cả nhà. Chữ nó hơi mờ nha, 95 bảng nha. Đây bông hoa này cho tình yêu đây. 3 triệu nha cả nhà. Đó, 3 triệu có bông nó mua đi. Bông này hôm Tết mà đi kiếm quá trời luôn không thấy nữa.